Xin chào mọi người. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, chương trình lớn nhất năm của Droppy, 90 người tác chiến sẽ diễn ra. Và chương trình năm nay sẽ mới lạ hơn với các hoạt động hấp dẫn. Hãy cùng xem qua thể lệ chương trình để không bỏ lỡ hoạt động nào nhé. Chương trình 90 ngày tác chiến 2023 sẽ có hai hoạt động chính mà bạn cần tập trung 200% công lực để hoàn thành. Đó là bán hàng và lan tỏa Droppy đến những người xung quanh. Hoàn thành hai hoạt động trên, bạn sẽ nhận được kim cương. Vì được dùng để tính điểm cho đua top và giải chung cuộc nên bạn hãy tích lũy càng nhiều kim cương càng tốt nhé. Kim cương sẽ được tính như sau. Đua top sẽ bao gồm đua top tuần và đua top tháng. Top 150 của tuần và top 500 của tháng sẽ nhận được lượt chơi lắc bóng. Sau khi có lượt chơi từ đua top tuần và tháng, hãy cùng tham gia lắc bóng rinh quà cực nóng với các phần quà giá trị cũng như kho quà hơn 10.000 sản phẩm đến từ các nhà tài trợ. Và cuối cùng là giải chung cuộc được mong chờ nhất với các phần quà lần đầu tiên xuất hiện cực hot như chuyến du thuyền đẳng cấp 5 sao, ghé thăm Singapore và Malaysia cho hai vợ chồng, xe máy Leaf, iPhone 14 Pro Max, những vàng một chỉ và còn rất rất nhiều phần quà giá trị khác đang chờ bạn ở cuối hành trình. Tham gia cuộc đua 90 ngày tốc chiến cùng Droppy ngay hôm nay nhé!